together now. What's your vision? U23 Hàn Quốc đè bẹp Iran, mở toang viễn cảnh đụng độ Việt Nam ở bán kết ASEAN. Dù Son Heung-min không ghi bàn, nhưng U23 Hàn Quốc vẫn trình diễn phong độ chói sáng trên hàng công để đè bẹp Iran tiến thẳng vào tứ kết ASEAN. Việc phải đối đầu Iran được coi là một thử thách lớn với U23 Hàn Quốc. Tưởng chừng đội bóng vùng Tây Á có thể làm khó nhà đương kim vô địch, nhưng rốt cuộc kịch bản này lại không xảy ra. Sau ít phút thi đấu thăm dò, U23 Hàn Quốc bắt đầu đẩy cao nhịp tấn công. Phút 12, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên Hàn Quốc, Son Heung-min là người tạo ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Đáng tiếc là đường bóng của tiền vệ đang khoác áo Tottenham lại đi vào xa. Khi các cầu thủ áo đỏ còn mải mê tấn công, Iran khiến các cổ động viên Hàn Quốc trải qua một phen hú vía khi Delphi Jonis đưa bóng đi trúng sàng ngang khung thành thủ môn Jo Hyung-woo. Thế nhưng, Hàn Quốc cũng lập tức đáp trả khi cầu thủ Inbeom sút bóng đập trúng cột dọc khung thành Iran. Hai cơ hội 10-10 đều bị thần may mắn quay lưng, Hàn Quốc và Iran dần đẩy trận đấu vào thế trận căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi của hai bên. Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa không đều thì Hàn Quốc đã vượt lên sau khi Hoàng Ujo chớp thời cơ cực nhanh mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng, hàng công của U23 Hàn Quốc chơi hưng phấn hơn hẳn. Chỉ khoảng 10 phút sau giờ nghỉ, họ có bàn nhân đôi cách biệt. Đây là tình huống mà Lee Seung-woo có pha độc diễn, đi bóng kỹ thuật và dứt điểm quyết đoán khiến thủ thành Iran hoàn toàn bất lực trong việc cản phá. Dẫn với cách biệt khá an toàn, U23 Hàn Quốc hoàn toàn nắm thế chủ động trong phần thời gian còn lại của trận đấu. Son Heung-min tiếp tục được trao cơ hội và dù đã tung ra cú dứt điểm cực kỳ quyết đoán, nhưng giống như hiệp 1, anh lại sút ra ngoài. Về phía Iran, họ đã vùng lên mạnh mẽ ở thời điểm cuối trận, song nỗ lực của họ đã bất thành trong một ngày mà hàng thủ áo đỏ đã thi đấu tập trung. Tỷ số 2-0 nghiêng về phía Hàn Quốc được ấn định. Với thắng lợi thuyết phục, U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Uzbekistan tại vòng tứ kết. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và Syria tại bán kết. Như vậy, kịch bản thú vị đó là U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất đã bắt đầu rộng mở. Huấn luyện viên Park Hang-seo đề cao công phượng, bình vực Xuân Trường. Chiến lược gia người Hàn Quốc giải thích quyết định tung tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai vào sân, đồng thời lý giải việc Xuân Trường chơi dưới sức. Cụ thể, phát biểu sau trận thắng trước Olympic Bahrain, huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích lý do tung công phượng vào hiệp thi đấu thứ hai và tạo ra bước ngoặt. Đầu trận, chúng tôi chơi sơ đồ 3-4-3, nhưng sau khi họ bị mất người, tôi cần sự thay đổi nên yêu cầu các học trò chơi theo sơ đồ 4-4-2. Cụ thể, nhà cầm quân này nói thêm, tôi cần một cầu thủ nhanh nhẹn và chơi gần khung thành đối phương và công phượng chính là sự lựa chọn. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng và đã đáp ứng được yêu cầu của tôi. Công phượng bất ngờ ngồi dự bị từ đầu trận. Tuy nhiên, ngay trong hiệp đấu thứ nhất, trợ lý của ông Park Hang-seo liên tục trao đổi riêng với tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai để anh sẵn sàng vào sân khi đội cần sự khác biệt. Trái ngược với công phượng, Xuân Trường chơi từ đầu nhưng không thể hiện được nhiều nên bị thay ra ở đầu hiệp 2. Dẫu vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dành lời khích lệ cho tiền vệ sinh năm 1995. Xuân Trường cũng như một số cầu thủ khác đều không có được thể trạng tốt trong trận này, nhưng tôi tin họ sẽ làm tốt hơn ở trận tới. Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Syria tại tứ kết bóng đá nam ASEAN. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam lọt đến vòng đấu này. Người đứng đầu đội bóng đã thấy vấn đề và nói sẽ làm công tác tư tưởng, tinh thần tốt nhất cho các học trò trước trận gặp Olympic Syria. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối bình luận về các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là thẻ đỏ của tiền đạo số 9 Sanad Ahmed. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho hay, vua áo đen có suy nghĩ và trách nhiệm nhất định thì rút thẻ. Trong khi đó, hậu vệ Văn Thanh, người bị đối phương đạp vào mắt cá bồi hồi chia sẻ, toàn đội đã quyết tâm vượt qua thử thách và tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Giám đốc VTC phát biểu, VTV6 phải dừng phát sóng trận U23 Việt Nam đối đầu U23 Bahrain do tự ý trả nội dung khác. Khi trận đấu giữa U23 Việt Nam đối đầu với U23 Bahrain tại vòng 1/8 diễn ra vào tối 23 tháng 8, nhiều khán giả đã không thể theo dõi trận đấu trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Trao đổi với phóng viên vào lúc hơn 22 giờ ngày 23 tháng 8, ông Nguyễn Kim Trung, giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC cho hay, trong công văn của Đài Truyền hình Việt Nam VTV gửi đề nghị tiếp phát ASEAN 2018 từ VOV VTC đã đề nghị được tiếp phát nguyên trạng các chương trình, các trận thi đấu trên kênh truyền hình khác, K+ hay VTV6. Theo ông Trung, VTC sau đó đã cấp bản quyền và tín hiệu gốc cho nhiều đơn vị của VTV, trong đó có VTV Cap và truyền hình vệ tinh K+.
Riêng với kênh VTV6 và Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình, hai bên vẫn còn đang trao đổi, hoàn thiện, ký kết các thỏa thuận, điều kiện phù hợp với các nguyên tắc bản quyền mà VTC phải chấp hành. Trong lúc chưa kịp ký kết thỏa thuận, VTV6 đã sử dụng nguồn tín hiệu không phải tín hiệu gốc của VTC để phát sóng. Cụ thể, trong hiệp 1, VTV6 lúc lấy tín hiệu của VOVTV, lúc lại lấy tín hiệu của VTC1, lúc lại lấy tín hiệu của VTC3. Như vậy không đảm bảo yếu tố kỹ thuật và người xem sẽ không thoải mái. Không những thế, VTV6 còn tự ý chèn nội dung khác, không giữ tính nguyên trạng của chương trình. Khi phát hiện sự việc, phía VTC đã có ý kiến về các vấn đề trên và VTV6 đã tự ngắt phát sóng chương trình. Ông Trung cho biết như vậy. Trả lời câu hỏi về việc VTV6 liệu có được tiếp tục tiếp sóng các chương trình của ASEAN 18 không, ông Trung cho hay VTV6 có thể tiếp sóng ở các trận đấu tiếp theo của U23 sau khi VTV hoàn thiện các thủ tục, hợp đồng chia sẻ bản quyền và điều kiện kỹ thuật cần thiết để tiếp phát phục vụ khán giả. Ở đây tôi khẳng định là không có bất cứ bất đồng nào và giữa hai bên vốn dĩ hợp tác với nhau rất tốt trong nhiều lĩnh vực. Trong tối nay, chúng tôi đã đề nghị VTV ngay trong sáng mai hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng chia sẻ bản quyền cũng như điều kiện kỹ thuật cần thiết để tiến hành việc tiếp phát, phục vụ cho khán giả theo dõi các chương trình thể thao của ASEAN 2018. Ông Trung nêu rõ như vậy. Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thông tin thêm, hiện nay, Đài đã cấp bản quyền cho 49 đơn vị phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên cả nước để tiếp phát các chương trình của ASEAN 2018 và không có bất cứ việc gì gây khó khăn trở ngại. Lãnh đạo VTC cho biết thêm, về nguyên tắc, VOV, VTC đồng ý chia sẻ truyền hình với Đài Truyền hình Việt Nam và mọi đơn vị trên lãnh thổ Việt Nam có nhu cầu tiếp sóng bản quyền ASEAN 18 để phục vụ người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, việc tiếp sóng, trích dẫn hình ảnh cần phải ghi rõ nguồn, giữ nguyên trạng logo VOV bởi có những vấn đề pháp lý trong hợp đồng với đối tác không thể thay đổi. Nguyên tắc tiếp sóng nguyên trạng nghĩa là các đài tiếp sóng không được chèn các chương trình khác, không được ngắt quãng trong quá trình tiếp sóng. Trước đó, giữa hiệp 1 Olympic Việt Nam đối đầu Olympic Bahrain, trận đấu đầu tiên kể từ khi Việt Nam có bản quyền ASEAN 18, VTV6 đã bị buộc dừng phát sóng do vi phạm bản quyền. Trên website của VTV6 hiển thị dòng thông báo, vì lý do bản quyền nên quý vị không xem được chương trình này. Mời quý vị theo dõi tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD truyền hình số mặt đất, VTVCAP. Tuy nhiên, khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam đối đầu Olympic Bahrain đang diễn ra, VTV6 trên VTVCAP đã chuyển sang phát sóng phim truyền hình. Ngay thời điểm VTV6 bị ngắt sóng, bình luận viên Quang Huy, giám đốc kênh thể thao văn hóa VTC3 thuộc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, người trực tiếp bình luận trận đấu Việt Nam đối đầu Bahrain cho hay VTV6 đã không tiếp sóng đúng tín hiệu gốc. Ông nói ngay trên sóng truyền hình, VOV VTC sẵn sàng chia sẻ bản quyền phát sóng ASEAN 18 với các đơn vị có nhu cầu, tuy nhiên đơn vị nào vi phạm sẽ lập tức bị ngắt sóng. Lọt vào tứ kết ASEAN 18, Olympic Việt Nam nhận hơn 1 tỷ tiền thưởng. Sau chiến tích lịch sử vào tứ kết ASEAN năm 2018 ở bộ môn bóng đá nam, đội tuyển Olympic Việt Nam lập tức được hàng loạt cơ quan thưởng nóng với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Theo nguồn tin từ Zing.vn, đội tuyển Olympic Việt Nam sau khi đánh bại Olympic Bahrain với tỷ số 1-0 đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thưởng nóng số tiền lên tới 1,2 tỷ đồng. Trong đó, VFF thưởng 500 triệu đồng, VOV thưởng 500 triệu đồng, còn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thưởng 200 triệu đồng. Trước đó, sau chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, tuyển Olympic Việt Nam cũng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thưởng nóng số tiền lên tới 200 triệu đồng. Đây là mức thưởng xứng đáng cho chiến tích lịch sử lọt vào vòng tứ kết ASEAN, bộ môn bóng đá nam của đội tuyển Olympic Việt Nam. Trước đó, thành tích tốt nhất của Olympic Việt Nam chỉ là vượt qua vòng bảng lọt vào vòng 16 đội tại ASEAN năm 2010 và năm 2014. Trong trận đấu với Olympic Bahrain, Olympic Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá rắn và kỷ luật của đối thủ. Và dù rất nhọc nhằn, nhưng đội quân của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất vào phút thứ 87 của tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Công Phượng. Với chiến thắng này, Olympic Việt Nam sẽ gặp đối thủ là Olympic Syria ở vòng tứ kết ASEAN. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 27 tháng 8 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.